Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 95 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 95 này là Tà trũng liền, xung phang sơ. Tà là đánh nha, trùng là sưng và liền là cái mặt. Như vậy tà trũng liền là đánh sưng mặt. xung phang sơ. Phang sơ là cái người mập. xung phang sơ là sung phong làm người mập. Tức là giả làm người mập. Uh, cái nghĩa đen của nó tức là đánh sưng mặt mình để giả làm người mập. Còn cái nghĩa ý nghĩa đằng sau của nó có nghĩa là vì sĩ diện mà mình đã làm một cái việc gì đó quá sức để mình lãnh lấy cái hậu quả không có tốt đẹp gì. Tức là vì sĩ diện mình mình đã nhận lời và làm cái gì đó quá sức để lấy một cái kết quả rất tồi tệ, nghĩa như vậy. Tà trũng liền xung phang dược và đầu tiên thì xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước hai lần một lần chậm và một lần nhanh hơn sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn xin mời mọi người chúng ta cùng nghe nào, thiện. 邀请他参加婚礼，小王很愉快地答应了，但是很快就高兴不起来了。参加婚礼是需要给红包的，同事们都说会给一千元。小王刚开始工作，工资只有一千二百块，一千块的红包对小王来说就是个天文数字。 但是小王怕红包给少了，同事们会看不起他，只能打肿脸充胖子，也给了一千块。参加完婚礼，小王穷的只能每天吃方便面了。有位同事好心提醒小王：“小王不能天天吃方便面，对身体不好。”小王挠了挠头说：“没事 最近家里天天吃肉，实在太腻了，吃点方便面解解腻。吃了半个月方便面后，小王一看见方便面就想吐，他决定以后再也不干打肿脸充胖子的事儿了。打肿脸充胖子，小王刚参加工作不久，一天他收到了公司同事的结婚请帖。 邀请他参加婚礼，小王很愉快地答应了，但是很快就高兴不起来了。参加婚礼是需要给红包的，同事们都说会给一千元。小王刚开始工作，工资只有一千二百块，一千块的红包对小王来说就是个天文数字。但是小王怕红包给少了，同事们会看不起他，只能打肿脸充胖子，也给了一千块。 参加完婚礼，小王穷的只能每天吃方便面了。有位同事好心提醒小王：“小王不能天天吃方便面，对身体不好。”小王挠了挠头说：“没事儿，最近家里天天吃肉，实在太腻了，吃点方便面解解腻。”吃了半个月方便面后，小王一看见方便面就想吐。他决定以后再也不干打肿脸充胖子的事儿了。 chủ đề của cái đoạn văn ngắn này là ta trũng liền sung phăng sự thì mình đã giải thích cho các anh chị rồi chúng ta vào nội dung của bài luôn xèo quản căng san gia cung chua vua triệu xèo quản là tiểu vương căng san gia cung mới tham gia làm việc tức là mới đi làm vua triệu là không lâu xèo quản căng san gia cung chua vua triệu y thiên là có một hôm tha sâu to là cung sư thủng sư ta chế quân tha sâu to là anh ấy đã nhận được sâu tao là nhận được còn sâu tao là, là đã nhận được mình tìm cái từ trung tâm của nó sâu tao là ở đây có nghĩa là sâu tao là trẻ huynh chỉnh thiệ chỉnh thịa là cái thiệp mời trẻ huynh chỉnh thịa là cái thiệp cưới à, anh ấy nhận được thiệp cưới của ai của cung sư thủng sư ta tức là của một đồng nghiệp trong công ty của đồng nghiệp trong công ty rồi y thiên ta sâu tao là công sư thống sư tờ Chế quân chính thể Yêu ta Sanh gia huynh lị Mời anh ấy dự hôn lễ Tức là dự tiệc cưới Xèo quảng hành dữ khoai tờ ta diễn là Tiểu vương rất vui mừng diễn dữ, à, dữ khoai đây là vui mừng Mình có thể đổi bằng từ cao xiên à, Hành dữ khoai tờ ta diễn là Rất vui mừng mà nhận lời ta diễn là Nhận lời Tự ta này có âm đọc khác là tả Nhưng ngay chỗ này chúng ta phải đọc là ta Ta diễn là đáp ứng tức là nhận lời đó. Tan sư hình khoai chú, cao sinh là Tan sư là nhân hình khoai là nhanh chóng, rất nhanh chóng. Cao xin bu chỉ lại là, là không vui nổi nữa. Rất nhanh chóng thì không có vui nổi nữa. chiều cao sinh bu chỉ lại là Rồi vì sao mà không vui nổi thì chúng ta xem tiếp. San gia huân lì sư sư yêu hủng báo ta. San gia huân lì dự tiệc cưới sơ suy là cần phải hoặc là thì cần phải kề hủng báo tức là cho bao lì xì hủng báo là cái bao đỏ tức là bao lì xì đó tức là cho tiền ta hiểu vậy sanh đã khuân lì sơ suy giao kề hủng báo ta dự ti cưới thì buộc phải cho bao lì xì thủ sư mình tôi số khui kề y sen nguyện thủ sư mình tôi số thì các đồng nghiệp đều nói là khui kề là sẽ cho y sen nguyện là một ngàn đồng tức là y sen khoai đó Xeo quảng căng khai sự cung chua Tiểu vương thì mới bắt đầu làm việc thôi Cung chư trữ dầu dì chen ở bài khoai Cung chư là lương trữ dầu dì chen ở bài khoai Chỉ có 1.200 đồng thôi Trữ dầu dì chen ở bài khoai Dì chen khoai tờ hủng bao à, Cái bao lì xì 1.000 đồng Tuy xeo quảng lại số Đối với tiểu vương mà nói Chiêu sư cơ chính là chính là một cái gì đó thiên quẩn su sư chính là một con số thiên văn con số thiên văn là gì tất cả những cái con số liên quan đến thiên văn đều rất là lớn tính hàng triệu trở lên thôi à, cho nên nó ý ở đây nó nói là thiên quẩn su sư là một cái con số rất lớn một ngàn đồng cái bao lì xì một ngàn đồng đối với tiểu vương mà nói là một con số rất lớn thiên quẩn su sư 一千块的红包对小王来说就是个天文数字，但是小王怕。nhưng mà tiểu vương sợ sợ cái gì nào hùng bao cái sợ là à, tức là tiểu vương sợ là cái bao lì xì mà mình cho ít rồi thì sao nữa thủ sư khuy khan bu chỉ thá thủ sư minh là các đồng nghiệp khuy là sẽ khan bu chỉ thá là coi thường người nấy khan bố chỉ tức là coi thường Tan sư sẻ quán pa Hủng bao kể sợ là Thủ sư Minh Huê khan bu chì thá Khan bu chì mình có thể đổi bằng từ khác là khan chín cũng được Chính là nhẹ đó, có nhẹ, có thường Trừ nẫn Tà trúng liền xuống phang giờ Đành vải Sĩ diện Mà làm quá sức mình thôi Tức là đành phải đánh sức mặt để giả làm người mập Dễ kỳ là dĩ sen khoai Và cũng đã cho một ngàn Dễ kỳ là dĩ sen khoai San gia quản huấn lì, xanh gia quản là tham dự xong, xanh gia quản huấn lì dự tiệc cưới xong, xèo quản sủng tờ, sủng là chữ cùng có nghĩa là nghèo, xèo quản sủng tờ tiểu vương nghèo đến mức, đến mức sao nào? Trừ nẫn mày thiên chư phan bên miên là, trừ nẫn là chỉ có thể, mày thiên là mỗi ngày, chư phan bên miên là ăn mì gói, mì ăn liền á. Rồi, tiểu vương nghèo đến mức chỉ có thể là mỗi ngày ăn mì gói thôi. Dù quay thủng sư tức là dù dĩ quay thủng sư có một đồng nghiệp hào xin thí sinh xe quảng tức là hào xin là có lòng tốt rồi nha thí sinh xe quảng thí sinh là nhắc nhở nhắc nhở tiểu vương xe quảng nữ thiên thiên tiểu vương à không thể ngày ngày đều ăn mì gói đâu tức là bố nữ mày thiên tôi tôi sinh thì bố họ tôi sinh thì bố họ không có tốt cho sức khỏe xèo quảng nổ lên nổ thổ số nổ đây là vò đầu á, à, vò đầu và nói cái việc gì mà mình khó xử hay vò vò đầu gãy gãy đầu á rồi xèo quảng nổ lên nổ thổ số xèo quảng đã gãy đầu và nói Mỹ sư không có chuyện gì đâu. Gần đây ở nhà ngày ngày hoặc là mỗi ngày đều ăn thịt quá sự trai thai ni là thực sự là quá ngán Vũ ni là dầu mỡ là béo ngậy đó. Rồi, ở đây là thái ni là là ngán quá. thực sự, sư tế là thực sự ngán quá. sư tiền phong bên men ăn một chút mì gối, <laughs> chè chè ni là để mà đỡ ngán, chè là chữ giải, giải khác là chè khửa, chè ni là để cho nó đỡ ngán. sư là ban cơ yê phong bên men hô, sư là ban cơ ăn đã ăn nửa tháng, ăn cái gì Phong bên men. Chứ là bánh cơ dê men hồ Sau khi ăn mì gói được nửa tháng Xèo quảng dĩ khan chen phân ben men Vừa trông thấy mì gói chiêu xèng thu Thì là muốn ói ra Tức là nó sợ đến mức như vậy Nghe cái mùi không cũng sợ Nhìn thấy ra cũng sợ nữa Rồi tha trẻ đến gì hô Anh ấy quyết định sau này Chai về bủ can Chai về bủ can Tức là nhất định à, không có làm cái gì đó nữa à, dẹp của can là cũng không làm trai dẹp của can tức là không bao giờ làm cái gì đó nữa can cái gì tức là can cái chữ sơ tốt với đằng sau á trai dẹp của can sơ là không có làm cái chuyện đó còn cái chuyện đó là chuyện gì tà trũng liền xung phăng sự tới sơ cái chuyện là vì sĩ diện mà phải cố gắng làm quá sức mình để nhận lấy một cái hậu quả rất là rất là đắng thì đó là nội dung của bài à, mọi người nghe và nắm rõ không ạ. À? Mọi người có thắc mắc gì cứ viết vào rừng phần comment cho mình nhé. Mình sẽ trả lời cho anh chị sớm nhất. Và tiếp theo mời anh chị hãy nghe người bản xứ đọc lại một lần nữa xem là chúng ta đã nghe được tốt chưa. Có thể nghe nhiều lần cũng được. Trước khi kết thúc bài, chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Tiểu Vương liền, tham gia công không lâu, một ngày. 他收到了公司同事的结婚请帖，邀请他参加婚礼。小王很愉快地答应了，但是很快就高兴不起来了。参加婚礼是需要给红包的，同事们都说会给一千元。小王刚开始工作，工资只有一千二百块，一千块的红包对小王来说就是个天文数字。但是小王怕红包给少了，同事们会看不起他。 只能打肿脸充胖子，也给了一千块。参加完婚礼，小王穷的只能每天吃方便面了。有位同事好心提醒小王：“小王不能天天吃方便面，对身体不好。”小王挠了挠头说：“没事最近家里天天吃肉，实在太腻了，吃点方便面解解腻。”吃了半个月方便面后，小王一看见方便面就想吐。 và mọi người hãy cho thầy một like để ủng hộ tinh thần và để cho video clip nó được lan tỏa nhiều hơn. và mùa dịch bệnh này mình chúc cho mọi người cùng với người thân và gia đình được an lành khỏe mạnh. xin chào mọi người.